Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Và ngày hôm nay em xin gửi tới tất cả quý khách hàng một sản phẩm mới có giá trị đầu tư sinh lời rất là cao do chính chủ đầu tư ở phía bên công ty của em xây dựng và hoàn thiện. Đây là một căn nhà trọ được xây mới 9 tầng với thiết kế là 60 phòng ngủ khép kín, có thang máy, nằm vị trí là ở tại phố Giáp Nhất, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Với diện tích sổ đỏ là 167m2, đã có đầy đủ giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế, được xây dựng là 8 tầng, nổi 1 tầng hầm và thêm 1 tum. Thiết kế là 60 phòng ngủ khép kín, có thang máy, và với cái mức giá đang cho thuê ở khu vực này hiện tại là dao động là từ 3 triệu đến 3 triệu tư một tháng, thì sẽ cho thu nhập là rơi vào khoảng tầm 200 triệu một tháng trở lên đối với cái sản phẩm này. Thì tất cả các phòng, 60 phòng là đã có đầy đủ là thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng, giường tủ kệ bếp, điều hòa, bình nóng lạnh và có đồng hồ nước, đồng hồ điện riêng cho từng phòng. Cái vị trí của nhà thì nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, có dân trí rất là cao, khu vực an ninh rất là tốt, chỉ cách cái trung tâm thương mại Royal City là chưa đến 500m, và xung quanh là rất là nhiều các trường đại học lớn và các khu vui chơi, các văn phòng lớn đấy, tiêu biểu như các trường là Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn này, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn, Học viện Ngân hàng, Đại học Hà Nội, Học viện An ninh. Đây là một cái khu vực mà có nhu cầu cần thuê nhà rất là cao, đặc biệt là đối với sinh viên và người lao động. Với cái giá chào bán là 28 tỷ 600 triệu đồng, thì bên phía công ty là sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu, và có thể là hỗ trợ lên tới là 75% giá trị của sản phẩm, và sẽ có cái lãi suất ưu đãi riêng cho khách hàng. Anh chị em là có thể là nhìn lại toàn bộ cái tổng quan chi tiết của cái ngôi nhà và đường ở trước nhà đây. Mọi người xem thông tin, xem video thì cần thông tin chi tiết hoặc là cần liên hệ để đi xem nhà trực tiếp thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Sơn 0981165581, 0946549868. Mọi người xem video thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật được những sản phẩm mới nhất của bên công ty chúng em. Xin chân thành cảm ơn.